Kiểu thi ca, nếu muốn hộ trì các Bồ Tát an trụ bát nhã ba la mật đà, thì không khác với siêng năng tinh tấn hộ trì hư không. Nếu muốn hộ trì các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đà thậm thâm, chỉ luống uổng nhọc nhằn, hoàn toàn không có ích lợi. Kiểu thi ca, ý ông thế nào? Có ai hộ trì huyễn mộng tiếng vang ảnh trong gương, sóng nắng thành tầm hương ảnh ảo, việc biến hóa không? Trời Đế Thích thưa: Thưa Đại Đức, không có. Thiện Hiền dạy: Kiểu thi cả, đều muốn hộ trì các Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, cũng lại như vậy, chỉ luống uổng nhọc nhằn, hoàn toàn không có ích lợi. Kiểu thi ca, ý ông thế nào? Có ai hộ trì việc huyễn hóa của Phật và Như Lai không? Trời Đế Thích thưa: Thưa Đại Đức, không có. Thiện Hiền dạy: Kiểu thi ca, nếu muốn hộ trì các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đà cũng lại như vậy, chỉ luống uổng nhọc nhằn, hoàn toàn không có lợi ích. Kiểu thi ca, ý ông thế nào? Có người hộ trì pháp giới chân như cho đến cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì không? Trời Đế Thích thưa: Thưa Đại Đức, không có. Thiện Hiện dạy: Kiểu thi ca, nếu muốn hộ trì các Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa cũng lại như vậy, chỉ luống uổng nhọc nhằn, hoàn toàn không có lợi ích. Khi ấy, Trời Đế Thích lại hỏi Thiện Hiện: Vì sao Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa thậm thâm, tùy đạt các pháp như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như hình tượng, như ảnh trong gương, như sóng nắng, như thành tầm hương, như việc biến hóa, mà Đại Bồ Tát này không chấp trước là huyễn cho đến việc biến hóa này, không chấp bởi huyễn cho đến việc biến hóa, không chấp thuộc huyễn cho đến thuộc việc biến hóa, không chấp nương tựa huyễn cho đến nương tựa việc biến hóa? Thiện Hiện đáp: Nếu khi Đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đà thậm thâm, không chấp là sắc cho đến trí nhất thiết tướng, không chấp bởi sắc cho đến trí nhất thiết tướng, không chấp thuộc sắc cho đến trí nhất thiết tướng, không chấp nương tựa sắc cho đến trí nhất thiết tướng, Đại Bồ Tát này khi hành bát nhã ba la mật đà thậm thâm, tùy đạt các pháp như huyễn cho đến như việc biến hóa, nhưng không chấp là huyễn cho đến là việc biến hóa, cũng lại không chấp bởi huyễn cho đến bởi việc biến hóa, cũng lại không chấp thuộc huyễn cho đến thuộc việc biến hóa, cũng lại không chấp nương tựa huyễn cho đến nương tựa việc biến hóa, cho đến không chấp là tướng, bởi do tướng, thuộc tướng, nương tựa tướng. Lúc bấy giờ, nhờ thần lực của Thế Tôn khiến cho tất cả chư thiên trời tứ đại thiên vương cho đến trời sắc cứu cánh ở 3.000 đại thiên thế giới đều đem hương bổ trên đàn ở cõi trời giải lên Thế Tôn, đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng một bên. Nhờ thần lực của Phật, khi ấy chư thiên đều thấy ở 10 phương có ngàn đức Phật tuyên thuyết danh tự phẩm nghĩa bát nhã ba la mật đà, đều giống như ở tại đây đứng đầu trong chúng bí xô thỉnh thuyết bát nhã ba la mật đà, đều là Thiện Hiện đứng đầu trong chúng chư thiên thưa hỏi bát nhã ba la mật đà, đều là Đế Thích. Khi ấy Thế Tôn bảo Thiện Hiện: Khi Bồ Tát từ thị chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, cũng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa ở chỗ này, chư Phật tương lai trong hiền kiếp này cũng tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa ở đây. Cụ thọ Thiện Hiện liền bạch Phật: Khi Bồ Tát từ thị chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, dùng các pháp hành tướng trạng gì để tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa? Phật dạy: Thiện Hiện, khi Bồ Tát từ thị chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, sẽ dùng sắc thọ tưởng hành thức, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng vui chẳng khổ, chẳng ngã chẳng vô ngã, chẳng tịnh chẳng bất tịnh, chẳng viễn ly chẳng bất viễn ly, chẳng tịch tĩnh chẳng bất tịch tĩnh, chẳng buộc chẳng mở, chẳng có chẳng không, chẳng quá khứ chẳng vị lai chẳng hiện tại, mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đa. Cho đến sẽ lấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, chẳng vui, chẳng khổ, chẳng ngã, chẳng vô ngã, chẳng tịnh, chẳng bất tịnh, chẳng viễn ly, chẳng bất viễn ly, chẳng tịch tĩnh, chẳng bất tịch tĩnh, chẳng buộc, chẳng mở, chẳng có, chẳng không, chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại, mà tuyên thuyết bát nhã ba la mật đà. Cụ thọ Thiện Hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, khi Bồ Tát từ thị chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, ngài chứng những pháp gì và thuyết những pháp gì?
Phật dạy: Thiện hiện khi Bồ Tát từ thị chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chứng đắc sắc hoàn toàn thanh tịnh, thuyết sắc hoàn toàn thanh tịnh, cho đến chứng trí nhất thiết tướng hoàn toàn thanh tịnh, thuyết trí nhất thiết tướng hoàn toàn thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh như thế nào? Phật dạy: Thiện hiện sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng thanh tịnh, nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện liền bạch Phật: Vì sao sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh, cho đến vì sao trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh? Phật dạy: Thiện hiện sắc vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh nên thanh tịnh. Vì sắc thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh nên thanh tịnh. Vì trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đà thanh tịnh. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Vì sao hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Phật dạy: Thiện hiện hư không vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh nên thanh tịnh. Vì hư không thanh tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Thiện hiện, vì sắc không thể chấp lấy nên không nhiễm ô, sắc không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh, cho đến trí nhất thiết tướng không thể chấp lấy nên không nhiễm ô, trí nhất thiết tướng không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện hư không không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao hư không không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Thiện hiện hư không không thể chấp lấy nên không nhiễm ô, hư không không nhiễm ô nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện hư không chỉ là giả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao hư không chỉ là giả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Thiện hiện, cũng như nhờ hư không hai tiếng vang xuất hiện chỉ có giả thuyết. Vì chỉ là giả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện, hư không bất khả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao hư không bất khả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Thiện hiện, việc hư không không thể nói nên bất khả thuyết, vì bất khả thuyết nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện hư không bất khả đắc nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao hư không bất khả đắc nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Thiện hiện việc hư không không thể đắc nên bất khả đắc, vì bất khả đắc nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện tất cả pháp vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì sao tất cả pháp vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh? Thiện hiện, vì tất cả pháp hoàn toàn thanh tịnh nên vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh. Vì vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịnh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa thậm thâm thanh tịnh.